Kính thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, hiện đang đứng trước một số nguy cơ tác động đến khả năng cung cấp nguồn thủy sản, phù sa cho canh tác lúa, cây trồng v.v. Vậy những thách thức đó là gì? Và dân chúng địa phương cùng với cơ quan chức năng nhận biết những đổi thay ra sao và đang có những cách thức ứng phó như thế nào? Gia Minh phỏng vấn hai chuyên gia về đồng bằng sông Cửu Long là Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện và nghiên cứu sinh Lý Văn Lợi, nhân dịp đến Bangkok để dự buổi phát hành tập 2 cuốn phim tài liệu sông Mekong, chủ đề đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị cùng theo dõi. Thì nhân cái dịp này thì cũng xin phép được hỏi lại là hai anh đều là chuyên gia trong ngành, thì những cái thay đổi mà mới nhất mà chúng ta có thể thấy được hiện nay đó là những cái thay đổi gì cho vùng đồng bằng sông Cửu Long ạ? Cái liên quan đến đập thủy điện, trên nói về cái thủy điện ở vùng hạ lưu vực á, thì có một cái đập Sayaburi đang xây dựng, tức là mới khởi công hồi tháng 11 năm ngoái. Bây giờ trong quá trình xây dựng thì cũng chưa có chắn dòng. Phải nói là đồng bằng sông Cửu Long nó có mấy cái mối đe dọa. Như mình biết rồi đó, là những cái đe dọa về biến đổi khí hậu, và liên quan đến biến đổi khí hậu là có nước biển dân. Cái nữa là những cái sự phát triển trong bản thân cái đồng bằng sông Cửu Long mình nó cũng gây cái tác động. Cái nữa là những mối đe dọa nó đến từ sự phát triển trên thượng nguồn, đặc biệt là thủy điện. Trong ba cái mối đe dọa, ba mối tác động đó, thì cái đến từ những hoạt động ở sông Mekong á là nguy hiểm nhất, bởi vì nó sẽ là những cái tác động vĩnh viễn và không thể sửa đổi được một khi là cái đập đã đắp ngang sông rồi. Thì anh Lợi là cái người mà cũng đã từng tiếp xúc với người dân đó, thì anh thấy rằng là dân chúng thì họ có nhận thấy được những cái gì mà thay đổi đối với những cái hoạt động sản xuất của họ từ trước đến nay không? Theo em nói thì cái người dân ở đồng bằng sông Cửu Long thì hiện tại đang có một sự thay đổi trong họ, thì họ có thể là họ không có biết được cái tác động của đập thủy điện thượng nguồn, tại như anh Thiện nói thì là hiện tại là nó chưa chắn dòng cho nên là chưa tác động xảy ra, nhưng mà cái chắc là họ đã biết được khí hậu thì đương nhiên đang có sự thay đổi, tại vì là hiện tại những người ta làm lúa, người ta rất là hay, rất là nhạy với khí hậu, thì khí hậu chỉ cần thay đổi so ví dụ như là năm nay mưa sớm hơn, mưa trễ hơn, hoặc là lượng mưa nó kéo dài hay là nó ngắn đi thì người ta biết. Dù là có những cái thay đổi như vậy đó, thì cơ quan chức năng rồi các nhà khoa học đã giúp cho họ những cái biện pháp như thế nào để mà hạn chế tất cả những cái tác động mà gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của họ trong thời gian qua? Hiện tại thì như nó thì sau khi đó mình đã phát hiện được những vấn đề, như là vấn đề mà quan trọng nhất là những con đập thượng nguồn nó ảnh hưởng tới cái dòng chính sông Mekong, thì như tôi biết thì ở đồng bằng sông Cửu Long thì là khoảng trên 80% là làm nông nghiệp, thì nông nghiệp thì chắc chắn phải sử dụng nguồn nước ngọt, mà nếu mà ở trên mà sử dụng nước quản lý nguồn nước ngọt thì ở dưới này mình sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì còn những hoạt động như là biến đổi khí hậu, thì hoạt động biến đổi khí hậu thì đương nhiên nó đang xảy ra, thì có rất nhiều cái hoạt động nghiên cứu mà để giúp người dân có thể là thích ứng với biến đổi khí hậu, như là nghiên cứu ra người giống lúa mới có thể chống chịu mặn, chịu hạn, đó là những biện pháp hiện tại đang được triển khai. Và như vậy ngày hôm nay á, thì là ở Việt Nam là có một cái hội nghị là bắt đầu nói đến những cái tác động của biến đổi khí hậu đó, và xem như đó là một cái yếu tố rất là lớn. Vậy thì ngoài những cái chuyện mà áp dụng cho trước mắt như vậy, thì những cái kịch bản mà đưa ra và đã được giới khoa học mà cùng tham gia ý kiến thì như thế nào? Thì hiện nay cái mình phải khẳng định là biến đổi khí hậu là, và những cái biểu hiện của nó diễn ra là chuyện có thật đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến người dân. Thì các cái cơ quan nhà nước cũng đã nỗ lực rất là nhiều, và kể cả các cái tổ chức phi chính phủ cũng có nhiều cái dự án để giúp người dân nâng cao nhận thức, rồi để tìm ra những cái biện pháp thích ứng. Rồi các nhà khoa học thì cũng có những cái nghiên cứu, ví dụ như là nghiên cứu
những cái giống chịu mặn, rồi nghiên cứu cái lịch canh tác vân vân. Lãnh đạo của đồng bằng sông Cửu Long á, và người dân á, có một cái suy nghĩ chung là nên dựa vào cái thế mạnh của cái điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long và không nên tiến hành những cái can thiệp nào mà nó mang tính là thay đổi một cách căn bản điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây thì lãnh đạo và người dân của đồng bằng sông Cửu Long đang suy nghĩ về hướng này, về hướng mà dựa vào cái điều kiện tự nhiên, củng cố điều kiện tự nhiên, thì mình thấy rất là mừng trong cái khuynh hướng suy nghĩ chung này. Không biết anh Lợi có thấy là người dân có những cái suy nghĩ, có những cái đóng góp gì vào trong những cái hướng để mà cùng thích ứng như thế không ạ? Thật sự nhìn thấy nó quá chính xác, tại vì là hiện tại là người dân đồng bằng sông Long thì đương nhiên là người ta qua theo thời gian ta đã dần dần lớn, ví dụ như bây giờ có biến đổi hậu thì tự nhiên năm nay ta thất mùa nhưng năm sau ta biết được là nó sẽ thay đổi gì, ta sẽ thay đổi dần dần theo ta thích ứng được. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ cái dụ như những cái gọi là kiến thức bản địa, ví dụ như những cái giống lúa ở đồng bằng sông Long, nhiều có giống lúa mà nó giống lúa lúa ma gì đó, hiện là nó vượt theo lũ đó, thì nhưng mà làm sao để mình giữ được những cái giống hiện tại này. Vâng, chân thành cảm ơn hai anh đã có cái cuộc nói chuyện hôm nay.